Thực hiện vẽ textbox trên trang văn bản bạn thao tác. Chọn vào nhóm lệnh Insert trên thanh thẻ lệnh. Và tiếp theo, bạn chọn vào biểu tượng lệnh textbox. Một danh sách các mẫu textbox được thiết lập sẵn hiển thị. Bạn hãy lựa chọn một mẫu thích hợp để áp dụng. Nếu như bạn muốn vẽ một textbox trên trang vẽ, bạn hãy chọn vào Draw Textbox trên nhóm lệnh Format. Sau đó bạn hãy nhấn giữ chuột lên trang vẽ và thực hiện việc vẽ một textbox. Trong textbox này, bạn có thể thực hiện việc nhập nội dung và định dạng nội dung tương tự như việc bạn đang soạn thảo trên trang văn bản. Để thực hiện việc hiệu chỉnh một textbox nào đó, bạn hãy chọn textbox đó và nhấn chọn vào nhóm lệnh Format. Bạn có thể nhấn giữ chuột vào các góc cạnh của textbox để thay đổi kích thước của textbox. Bạn có thể thiết lập hiệu ứng cho textbox trong ô textbox Style. Nếu như bạn muốn có thêm các hiệu ứng khác, hãy click chọn vào biểu tượng More. Một danh sách các hiệu ứng được thiết lập sẵn hiển thị để bạn lựa chọn. Set Fill lựa chọn tô màu nền cho textbox. Set Outline lựa chọn tô màu viền cho textbox. Shadow Effect lựa chọn và áp dụng hiệu ứng bóng đổ cho textbox. Shadow Effect lựa chọn và áp dụng hiệu ứng 3D cho textbox. Change Shape thay đổi hình dáng của textbox. Một danh sách sẽ được hiển thị, bạn hãy lựa chọn một kiểu để làm dáng cho textbox.